Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ly Kỳ. Lòng thù hận, sự căm hận, tất cả xuất phát từ việc bị người khác hãm hại hay chủ yếm. Và điều quan trọng tệ hại nhất là khi bị người khác xâm phạm đến tính mạng, thì lòng thù hận ấy trở nên cao ngút ngàn. Nó xuất phát từ tận sâu trong linh hồn, mà điều này khiến cho những người bị sát hại sẽ không thể nào siêu thoát. Bởi vì lúc này điều họ muốn là trả cho bằng được món nợ máu này. Dĩ nhiên, họ sẽ trở thành hồn ma bám theo kẻ mà đã sát hại họ để trả thù. Những sự trả thù khủng khiếp mà ta không thể ngờ trước được. Kinh tế tụt dốc không biết lý do, con cái bệnh hoạn, nhà gặp tai ương, đến nỗi ám ảnh trong những giấc mơ là điều chắc chắn sẽ phải gặp. Nếu như ai trong các bạn đã từng chính mắt chứng kiến người bị quỷ nhập hay ma hồn mượn xác thì sẽ biết nó kinh khủng như thế nào. Ngày ngày dài dài chỉ là một phần nhỏ. Điều đó nói là nó sẽ theo yếm rũa người đó cho đến chết để bắt hồn là điều mà chúng ta cần lưu tâm. Và hôm nay, Chuyện Ly Kỳ sẽ tiếp tục gửi các bạn những trường hợp ma quỷ theo đòi mạng vô tình được camera quay lại tại Nhật Bản. Đoạn phim này được quay lại tại ngôi nhà thuê của một nạn nhân nam có tên Hakiya thuộc thành phố Toyama, Nhật Bản. Và đoạn clip này được cảnh sát sử dụng để điều tra cái chết của anh ta. Được biết, đoạn phim này được quay lại vào ngày 12 tháng 5 năm 2010, có nghĩa là nó được quay lại trước 5 ngày khi người ta phát hiện xác của Hakiya treo lủng lẳng trên cây sa ngang. Theo khám nghiệm hiện trường cho thấy, đồ đạc không bị mất món đồ nào trên cơ thể nạn nhân, không hề có vết chảy xước do xô đẩy. Tất cả được chứng minh anh ta đã cố tình tự sát. Những người bạn của anh ta nói rằng kể từ ngày tổ chức Halloween tại nhà của anh ta, mọi thứ vẫn rất bình thường. Hakiya trông có vẻ rất vui và chúng tôi có một buổi tối rất tuyệt vời. Nhưng từ sau đêm hôm ấy, chúng tôi không hề liên lạc được với Hakiya. Nhiều lần tới tìm nhưng gõ cửa không thấy trả lời, nên chúng tôi tưởng nó đi đâu. Trước đêm Hakiya tự sát, tôi nhận được cuộc gọi của nó. Giọng điệu của nó rất hoảng sợ và nói rằng Kimiko vẫn còn sống, nó đang ở nhà tao. Rồi cuộc gọi ngắt ngang. Và có lẽ đoạn phim này là câu trả lời cho tất cả. Đoạn phim này được quay lại tại một công ty nhà đất bất hợp pháp thuộc thành phố Kagoshima, Nhật Bản. Đoạn phim được máy camera an ninh quay lại chính xác vào 10 giờ tối ngày 12 tháng 4 năm 2011. Theo thông tin từ cảnh sát điều tra cho biết, công ty này chính thức hoạt động vào năm 2009 với 5 nhân viên. Người đứng đầu có tên Takata. Sau một thời gian hoạt động, công ty này kiếm được số tiền khủng từ việc lừa gạt những người dân nhẹ dạ xa xứ đến đây làm ăn hoặc mua đất xây cất nhà cửa. Đỉnh điểm của sự việc là vào tháng 9 năm 2010, họ đã bức tử một người phụ nữ có tên Hinato để cướp đất đai của bà ta. Kể từ sau cái ngày ấy, nhiều chuyện kỳ lạ cũng đã bắt đầu xảy ra với 5 người bọn họ. Từng người một được phát hiện là chết do rơi từ trên cao xuống.
đoạn phim này được quay lại vào thời điểm nữ thư ký đang làm một số việc. Được biết cô ta là một chồng năm người đã đứng ra lập giấy tờ giả để chiếm đoạt nhà đất của Hinato. Và những điều chúng ta đang chứng kiến đã quá rõ ràng. Năm cái chết cùng một nguyên nhân rơi từ trên cao xuống. Đoạn phim này được quay lại tại căn hộ của Shiname thuộc khu chung cư Hitachi ở thành phố Miyazaki, Nhật Bản. Đoạn phim được quay lại vào ngày 25 tháng 5 năm 2011 và được người bạn của Shiname là Hitomi dùng làm bằng chứng để báo cáo với cơ quan chức năng về những hành vi kỳ lạ của Shiname. Sau khi xem xét và điều tra, hội tâm thần học xác định cô ta bị chứng tâm thần nặng. Nói thì nói vậy, nhưng Hitomi biết rõ nó không đơn thuần là bệnh lý tâm thần, mà lúc này cô ta như là một người hoàn toàn khác, một thứ ma quỷ mang hình hài của Shiname. Trước lúc chuyện này xảy ra, cô ta thường nghe Shiname nói một điều gì đó về quá khứ của cô ta. Cách đây 6 năm trước, Shiname từng là một y tá thực tập cho một bệnh viện sản phụ. Vào một ngày nọ, do có quá nhiều ca mổ sinh nhưng lại thiếu nhân lực, nên cô ta rất lúng túng khi làm những công việc của một y tá thực thụ. Và rồi một chuyện không ngờ đã xảy đến khi Shiname tiêm nhầm thuốc cho một sản phụ, khiến cô ta sốc thuốc và tử vong. Khi nói đến đây, vẻ mặt của cô ta trở nên tái xanh. Và ngày hôm nay, cô ta luôn miệng nhắc về việc trả thù. Có lẽ người sản phụ đó đã đi theo cô ta suốt quãng thời gian trên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn cảm nghĩ gì? Hãy là bình luận của bạn bên dưới để mọi người được biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.